đánh bại Le Bang Ninh Bình, Negret Rocket vô địch giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2024. Le Bang Ninh Bình không thể gây bất ngờ khi thất bại 0-3, 16-25, 15-25, 17-25 trước đại diện Nhật Bản Negret Rocket Kawasaki trong trận chung kết chiều ngày 29 tháng 9. Negret Rocket Kawasaki lần thứ hai đăng quang chức vô địch. Quyết tâm làm nên bất ngờ nhưng trước sức mạnh vượt trội của đối thủ đến từ Nhật Bản, các cô gái Việt Nam đã phải chấp nhận thất bại. Ở ván đầu tiên, Negret Rocket Kawasaki dẫn trước Ninh Bình 8-0. Le Bang Ninh Bình dường như không thể thiết lập được nhịp độ thường thấy mà họ đã thể hiện trong suốt giải đấu. Kết thúc ván đầu tiên, Le Bang Ninh đã thất bại với tỷ số 16-25. Ván thứ hai, Bích Tuyền và các đồng đội đã nỗ lực đeo bám đối thủ trước khi nhận thất bại chung cuộc 15-25. Kịch bản tương tự diễn ra ở ván đấu thứ ba. Negret Rocket Kawasaki đã nhanh chóng giành chiến thắng 25-17 để khép lại trận chung kết với chiến thắng chung cuộc 3-0. Chiếc cúp này là danh hiệu thứ hai của câu lạc bộ Nhật Bản Negret Rocket Kawasaki. Trước đó họ đã giành chức vô địch vào năm 2016 khi giải tổ chức tại Manila ở Philippines. Còn Le Bang Ninh dù không thể gây bất ngờ ở trận chung kết nhưng dù sao họ đã có một giải đấu thành công với vị trí Á quân. Trong khi đội chủ nhà bóng chuyền Thái của Thái Lan đã đánh bại qua Nice VC, Kazakhstan 3-0, 25-22, 25-18, 25-21 để giành huy chương đồng.